chúng tôi đã chuẩn bị mùa giải này rất kỹ lưỡng. Về nhân sự thì đội hình này đã từng vô địch giải U11 toàn quốc cách đây 2 năm. Các bạn ở đây thì các bạn cũng đã bước vào mùa giải và rất tự tin để về chuẩn bị bước vào mùa giải. Về chuyên môn, chúng tôi đã giao hữu với các đội Hà Tĩnh, VH Hạt và Thanh Hóa. Đấy, những đội đấy được đánh giá cũng rất tốt. Giải năm nay có 10 đội tham gia ở khu vực Nghệ An. Các đội như Hồng Linh Hà Tĩnh và VH Hạt đã từng lọt vào top 4 của năm vừa rồi. Đấy. Và có sự tham gia của đội Đà Nẵng. Đội Đà Nẵng cũng rất mạnh. Với những đội khác người ta cũng chuẩn bị rất kỳ, cho nên là các cầu thủ của mình không được chủ quan. Mục tiêu mùa giải năm nay là giành chức vô địch ạ. Và trước tiên chúng em phải vượt qua được vòng loại với lời thể sân và sự cổ vũ của đông đảo cả khán giả. Chúng em và ban huấn luyện của U13 sẽ quyết tâm giành được mục tiêu. We'll be right back.